Hai cho cả nhà mình hôm nay thì Tân sẽ chia sẻ cho cả nhà mình cách làm video dễ dàng, đặc biệt là video ngắn để chúng ta có thể đăng lên cái nền tảng Facebook kết hợp giữa ChatGPT cũng như là một cái phần mềm làm video rất là đơn giản, đó là Bitory.ai. Rồi mà thì video ngắn nó sẽ như thế này. Đây là một video ngắn ha. Thì hôm nay chúng ta sẽ làm những video dài như thế này. Video ngắn là khoảng video nó dưới 30 phút đúng không ạ? Nhiều mọi người à, có thể xem thêm à, một số video ngắn. Rồi, mọi người đã thấy video đúng không ạ? Đó là mình xem video tham khảo nhé. Mình xem video tham khảo thôi. Sẽ rất là đơn giản, kể cả chúng ta không biết làm video, chúng ta vẫn có thể làm video được nha anh chị. Không biết làm video, không biết phần mềm làm video, anh chị vẫn có thể làm video. Còn anh chị nào muốn đẹp hơn nữa, ví dụ hay hơn thì Tân sẽ gợi ý thêm, đó là kết hợp giữa cái video mà nó sản xuất ra kèm thêm với đơn giản thôi, đó là dùng cáp khích, cáp khích trên điện thoại và có thể là chúng ta biến tấu một tí nữa thì nó sẽ đẹp hơn. Cơ bản thì không biết làm video vẫn có thể làm video được với ChatGPT cộng với một cái phần mềm làm phim, đó là Bitory.ai này. Sẽ làm những cái thước phim nó giống như là anh chị xem, tùy cái độ cảm nhạc của anh chị nữa đúng không. Cái này đôi khi là có âm thanh này, có câu từ, thì chỉ cần có nội dung content thôi anh chị sẽ có thể làm được video. Như vừa thấy thì đầu tiên là chúng ta sẽ đến với ChatGPT, giống như ở đây thì Tân gợi ý cho anh chị giống như là về chủ đề là bất động sản đi, thì sẽ hỏi ChatGPT giống như là tổng hợp như vậy, tổng hợp cho tôi. Ví dụ anh chị hỏi thích về những cái câu động lực được chẳng hạn, hoặc là những cái nguyên tắc đầu tư đó, ví dụ như Tân là hãy cho tôi tổng hợp cho tôi 30 câu nói hay nhất trong đầu tư của tỷ phú Donald Trump đi ha, trong đầu tư bất động sản, trong đầu tư bất động sản đó, siêu vậy à, của tỷ phú Donald Trump ha. Ta hỏi ChatGPT nha Thanh. Anh chị không cần biết làm video, anh chị vẫn có thể làm video nhé. Đấy, ví dụ như chúng ta làm những cái câu nói về đầu tư của Donald Trump đúng không ạ? Rồi bây giờ sẽ ChatGPT nó sẽ chạy ra cho mình cái gì nhé. Đợi nó chạy một tí ha. Trong thời gian đợi nó chạy một tí thì Tân sẽ hướng dẫn cho anh chị qua Victory đăng ký miễn phí, và sau đó chúng ta sử dụng như thế nào trong cái thời gian mà ChatGPT cho chúng ta câu trả lời ha. Đấy, nó sẽ chạy như thế này. Anh chị hãy vô cái trang web Victory, victory.ai như thế này. Từng thao tác từ đầu nhé, như thao tác từ Google luôn, là từ chưa có gì, chưa biết gì, anh chị có thể chị làm. Chúng ta ra lại Google luôn, chúng ta sẽ hỏi Google Victory ví dụ vậy. Google xem như là một người mới tân nhé. Còn nếu mà chúng ta có muốn có cái tài khoản ChatGPT chúng ta thao tác thì anh chị nên có tài khoản ChatGPT, nó giống như là Facebook, mỗi người có một cái mà chúng ta dùng mà chúng ta nuôi, chúng ta hỏi nó, đôi khi gọi là hay gọi là nuôi AI. Anh chị phải cài đặt cho nó, chị nuôi nó và nó sẽ biết những cái dữ kiện nào chúng ta cần, phải đưa ra cái câu hỏi phù hợp, và đương nhiên chúng ta phải là người tổng kết công sinh hoàn toàn trăm trăm nha anh chị. Ví dụ như là tôi hỏi từ bắt đầu từ Google luôn nha, mình đi từ đầu là Google luôn, mình hỏi Victory này, mình hỏi là Victory, anh chị cứ vào anh chị hỏi Victory AI ha. Đấy, Victory AI thì nó sẽ ra cái trang web Victory AI là hình con mực nha. Đó, là con mực ở đây. Thì chúng ta sẽ lên free trial này và đăng ký miễn phí. Được chưa? Chúng ta sẽ đăng ký miễn phí. Đăng ký miễn phí thì nó có một cái phần giới hạn, đó là nó vẫn còn cái tên là cái logo của Victory. Còn nếu như anh chị hay sử dụng, cứ làm một thời gian mình chị thấy yêu thích, sử dụng thành thạo rồi thì có thể là đăng ký gói, thì sẽ có nhiều, đương nhiên sẽ có nhiều cái đặc quyền hơn.
ta sẽ bỏ đi cái logo, và còn miễn phí thì người ta sẽ dán cái logo, kể cả các cái ứng dụng video khác cũng vậy đó. Đăng ký thì sẽ nhập họ tên vào đây đó, là email, password, rồi xin úp là đăng ký, là Tân thì đăng ký rồi, nên là bây giờ Tân sẽ mở cái bảng mà Tân đã đăng ký để hướng dẫn mọi người, chưa thì chúng ta hãy đăng ký ở đây. À, lúc mà đăng ký rồi thì nó sẽ hiện ra cho chúng ta như thế này, nó sẽ hiện ra như thế này. Rồi thì bây giờ Tân quay lại để xem thử là đã cho chúng ta đầy đủ cái đáp án chưa. Rồi, anh chị sẽ xem đây ha. Thì hồi nãy là Tân có hỏi là 30 câu nói hay nhất trong đầu tư bất động sản của tỷ phú Donald Trump, nhưng mà chỉ mới cho chúng ta khoảng 12 câu thôi. Thì cái thao tác của chúng ta là chúng ta sẽ yêu cầu ChatGPT tiếp tục, anh chị là tiếp tục đi và tiếp tục cũng được. Đó. Hay là continue, như đối với tiếng Anh là chỉ cần continue thôi, thì ChatGPT sẽ cho ra tiếp những cái câu mà còn thiếu. Đó, thì ChatGPT sẽ chạy tiếp ha, nhưng mà bây giờ chỉ cần 10 câu thôi, được mà, chúng ta chỉ cần 10 câu trước thôi, nên sẽ có những cái dòng này. Copy nó, hãy copy một cái đoạn này và chúng ta qua bitory.ai. Lúc mà đăng ký xong thì anh chị sẽ như thế này, và sẽ chọn chúng ta chọn cái màu hồng đầu tiên, được chưa? Chúng ta chọn cái màu hồng đầu tiên là sản xuất video này. Cũng sẽ có những cái tiếp theo như là mình dán một cái link video nào đấy, và đôi khi chúng ta thay đổi một tí, hoặc là làm trên nền video cũ, hoặc là làm từ hình này. Bây giờ chúng ta làm video mới, chúng ta làm từ đây, chúng ta màu hồng này. Reset. Rồi, dán cái anh chị vừa có vào đây. Và ở đây thì chúng ta sẽ dán là những câu nói đúng không? Những câu nói hay. Mình có vậy thôi. Giống như cái video hồi nãy anh chị xem ha, là của cái trang là Sói Cô Độc quý vị, họ nói là năm năm câu nói gì đấy. Rồi. Ví dụ là mình để là top mà câu nói hay của tỷ phú Donald Trump. Đấy. Tại mình cũng cần cái khởi đầu, thì anh chị nhớ là dấu chấm, những cái dấu chấm này này là nó sau mỗi dấu chấm là nó sẽ cắt ra cái đoạn video, sau mỗi dấu chấm trong video là nó sẽ xuống dòng, nên là lưu ý thì có thể để dấu phẩy. Bây giờ để dấu phẩy thì nó không cắt, anh chị nhìn đây thì dấu chấm nó để nguyên, mà lúc vào video thì nó sẽ cắt ra một cái giống như là một cái space mới, được chưa? Rồi chúng ta để dấu phẩy thôi, và kết thúc mỗi cái giống như mỗi cái dòng là dấu chấm. Đây mình kiểm tra lại nhé, nên là dấu phẩy hay dấu chấm đây thì nó sẽ cắt ra một cái câu mới, và nó làm cái câu này thành hai câu. Ở đồng sản mình kiểm tra dấu chấm ha, cái nhà chúng ta kiểm tra dấu chấm. Giống như chấm xuống dòng mình sẽ cắt ra một cái đoạn video mới, nó sẽ chia ra khỏi phân đoạn ha, nó sẽ chia ra từng phân đoạn video. Đây, dấu chấm như nào, rồi một phẩy đi, tuy là không đúng lắm nhưng mà mình làm đúng theo công thức video được cho anh chị. Chúng ta đơn giản hơn, không nó thì mình là kiểm tra dấu chấm, nhưng mà không còn dấu chấm nữa, chúng ta đây còn bị dấu chấm thôi, phải rồi đã tương đối ha, tương đối thì chúng ta sẽ tiếp tục, chúng ta nhấn bấm bấm vào, hoặc là chúng ta có thể highlight ở đây, anh chị có thể highlight dường như đó nó hay nhất, mà highlight một một số đoạn nha. Và tiếp tục lưu ý là không biết làm video, chúng ta vẫn có thể làm video nhé, làm video ngắn, làm video ngang, làm video vuông đều được, thì Tân sẽ nhận tiếp ở đây. Ở đây là nó sẽ cho mình một số cái gợi ý về cái xuất hiện của dòng chữ và cái nền á, nền video ha. Ví dụ như đây là sẽ chữ trên nền vàng này, đây là chữ trên nền xanh này. Này chữ trên nền đỏ này, như vậy này, chữ trên nền đen, có tô màu highlight anh chị thấy, mình để vào cái này, chữ trên nền trắng này. Rất là nhiều thì chúng ta cứ kéo, chúng ta chọn thích vậy chữ nó hiện như thế nào.
À, thì bắt thêm à. Thì Tân đun trong một người mạnh mẽ ha, Tân sẽ chọn màu đỏ đi à, cho máu lửa được không ạ? Đây thì à, nếu mà chúng ta thích video ngang à, dạng mà video YouTube á, thì 16:9 chúng ta dạo này, còn cái này là dành cho TikTok này và video short đúng không ạ? À, hoặc là Reel Facebook, anh chị hãy để ý cái nền tảng video ngắn trên Facebook nhé, hãy chọn 9:16 này hoặc là 1:1 video vuông này à, thì Tân đang muốn làm video ngắn thì Tân sẽ chọn là 9:16, bấm vào đây. À, bấm vào continue thì nó sẽ đợi cái sản phẩm nó ra như thế nào nhé. AI sẽ giới thiệu cho ta một đoạn video gồm có chữ này, gồm có phân cảnh này và gồm có nhạc luôn, nhưng mà chúng ta sẽ điều chỉnh một tí và sau đó chỉ cần đơn giản là xuất video thôi là chúng ta đã có một cái video dọc ha. Nếu mà chúng ta làm video ngắn rồi là chúng ta đã có một video ngắn tương đối ok rồi và có thể dùng ngay. Còn anh chị nào biết làm video điều chỉnh nhẹ một tí bằng những cái app khác đúng không? Có thể làm cắt khích điều chỉnh một tí cho bỏ cái đuôi của Bittery đi, bởi vì Bittery sẽ để một cái đuôi vì chúng ta dùng miễn phí mà, nên là sẽ có họ sẽ quảng cáo một tí lên cái video chúng ta, thì chúng ta có thể, mà không cần cắt khích được hãy dùng bằng iPhone, anh chị hãy drop cái đoạn đó lại rất là dễ và chúng ta sẽ được một cái video hoàn chỉnh, nó ra ra hình hài sẽ như thế này nha. Đây, video này thấy thấy không ạ? Để một tí đó, à, đây thì các phân cảnh này bên đây trái chúng ta, bên này là video anh chị đã thấy nó xuất hiện như thế này, được chưa? Top câu nói hay nhất trong tự luận trong video vậy nó sẽ hiện ra như thế này. Nên nó có điều chỉnh chữ lại ở đây, điều chỉnh chữ lại, nó bỏ những cái số đi, nó đeo nó sẽ gợi ý, nó sẽ tự bôi chúng ta một số cái đoạn tô đậm lên, rồi điều chỉnh một tí, gợi ý điều chỉnh một tí, nếu chúng ta không có thích mà video nó đề xuất như thế này, thì chúng ta có thể thay cái nền của gọi là phân cảnh video bằng này, chúng ta vào cái hình ảnh này, visual này, và thay thay rất là dễ thôi, và nên dùng câu hỏi bằng tiếng Anh nhé, chúng ta nên dùng câu hỏi bằng tiếng Anh, ví dụ như Donald Trump ha. Thử là mình sẽ thêm Donald Trump có ra đây không? À, không không ra hình Donald Trump. Nhưng mà ví dụ nó liên quan tới bất động sản thì anh chị có thể là để là real à, đây. Là chúng ta có thể để chữ tài chính được hoặc financial á, sẽ ra rất là nhiều cái phân cảnh đẹp để chúng ta lựa chọn, và sau đó chúng ta chỉ cần nhấp vào thôi. Đây. Được. Hiện ra gợi ý nè. À, như mình thấy đây có căn nhà chẳng hạn, thì nhấp vào, à, bấm vào đây để nó chạy thử xem, à, xem nó chạy thử như thế nào. Đây có những cái phân cảnh 2 này. Phân cảnh 3, phân cảnh 4 là phải điều chỉnh một tí. Anh chị có thể thay bằng video khác cũng được. Nút vào. Đây mình thấy cái thằng nhà mình nhấp vào thử xem. Đợi nó một tí nhé. Anh chị hãy vừa xem video vừa mở máy lên thao tác. Vừa xem video vừa mới mở máy lên và chúng ta thao tác cùng với đây, và sau đó chúng ta xuất video để chúng ta xem cái sản phẩm à, không biết làm video mà chúng ta sẽ sản xuất video như thế này. Đấy, thì cái phần này khá là hợp ha. Có căn nhà luôn, ok, là có căn nhà luôn, nó rất hợp với bất động sản như vậy, hoặc là financial ha, dùng cái tài chính anh chị có thể hỗ trợ Google dịch để dịch những câu tiếng Việt mình muốn chuyển đổi qua tiếng Anh, mà không cần mình quá giỏi tiếng Anh, không cần mình giỏi làm video, mình vẫn có thể làm video được đúng không? Nên là đổi à, còn rồi một số cái âm nhạc gợi ý nhé, gợi ý anh chị điều chỉnh, này là hình ảnh đúng không, này là âm nhạc gợi ý thôi, anh chị có thể thay âm nhạc, thay hình ảnh này, thay âm nhạc, thì âm nhạc sẽ vào đây. Đấy, mình sẽ chọn một số cái ở đây, này là video nó đề xuất cho mình nhưng mà mình vẫn có thay đổi nha. Mình vẫn có thể đổi video, mình có thể là mình có thể đổi nhạc ở đây, mình nghe thử.
Đúng rồi. Đó. Đó là cái nhạc mà video đề xuất, còn này là ví dụ như mình chọn một cái nhạc khác này. À. À. Được chưa? À, mình bấm vào đây, nghe mình cảm được bài nào mình thích thì mình chọn nhé. Cũng khá hay ấy. À. Đề xuất của Victory cũng khá là hợp, anh chị chỉ cần chỉnh nhạc là một tí thôi. Đấy. Còn cái nhạc nền của chúng ta là nhạc cũng khá là thú vị đúng không? Ok, mình để cái nhạc cũ luôn nhé. Rồi. Ok, cảm ơn. Đợi một tí nhé. Nhạc à, nhạc cũng khá là hợp rồi ha, thì chúng ta dùng luôn, đổi một tí về về phần chữ, anh chị có thể kiếm một tí về phần chữ ha. Chúng ta có thể xóa thời gian, đây này có đề xuất thời gian nè, như mình muốn mô thông cảm nó khoảng tầm đâu đó khoảng tầm 6 giây thôi, 5 6 giây nữa. À, chúng ta có thể để căn chỉnh thời gian ở trên đây. À. À, và sau đấy thì xuất thôi, một số cái thao tác nữa, nhưng mà lúc làm quen anh chị hãy tìm hiểu nó nha, mà cơ bản là chúng ta đã có một cái video ngắn rồi. À, chúng ta có thể điều chỉnh tí rồi xong cho xuất là chúng ta đã có một cái video ngắn mà không cần biết làm video, đúng không? Không cần phải tốn quá nhiều về sáng tạo nội dung, ví dụ như chúng ta thích làm về những câu nói, chúng ta chỉ cần dùng ChatGPT chúng ta hỏi nó và chúng ta dán vào như thế này, chúng ta đã được video ngắn rồi. Là cái đồ xúc nhé. Nói nhiều quá. Ra nên nó hơi bị nặng đi phải. Đã có video. À, thì bây giờ chúng ta sẽ xúc. Để gọi lên màu xanh. Để bấm vào video. Và đang xúc video chúng ta. Sẽ chờ một thời gian hay chờ một tí để nó chạy ra video và nó sẽ hiện ra trên đây, thì anh chị sẽ phải bấm download phải về, và sau đó thì chúng ta sẽ hãy mở lên và xem cái thành quả chúng ta. À, anh chị nào có quan tâm về ChatGPT, à, muốn học hỏi thì có thể là Tân sẽ để cái đường link bên dưới nên chị tìm hiểu về những cái khóa học, và anh chị nào muốn thì có thể là đăng ký để tạo cái tài khoản giống như tài khoản Facebook vậy, chúng ta có một cái tài khoản ChatGPT để chúng ta thao tác và tìm hiểu thêm một số cái công cụ về làm video, làm hình ảnh. ChatGPT rất là lợi hại anh chị, có thể là thay thế rất là nhiều cái công việc, đặc biệt là những công việc văn phòng liên quan như thao tác Word, Excel, đã xem thao tác Excel rất là kinh khủng. Bình thường là chúng ta chỉ nghĩ là Excel để tính toán thôi, nhưng mà ChatGPT có thể nhận dùng những cái câu lệnh và thao tác trên thẻ Excel và cho ta những cái chiến lược về kinh doanh, đúng không? Về marketing và những cái content, những hình ảnh đúng. Mình sẽ điều chỉnh một tí mà thêm vào cảm xúc một tí, nhưng mà nó đã rất là lợi hại và nó thao tác được rất là nhiều, nên là anh chị hãy cập nhật cái công nghệ xu hướng tương lai. Và năm nay là một cái năm để anh chị có thể là làm video, làm video trên nền tảng video ngắn, để có thể lưu giữ, như anh chị nào có thể không thích marketing thì có thể là lưu giữ những cái video của chúng ta. Đấy. Chờ xuất thì anh chị cứ xuất và có thể là gửi sản phẩm của mình lên, là gửi trong tin nhắn, trong cái comment của dưới video, xem anh chị đã thao tác được như thế nào, và Tân sẽ hỗ trợ tiếp được anh chị nào thích về
làm video nó chuẩn hơn thì có thể là dùng cái video vừa xong anh chị kết hợp với những cái phần mềm khác hoặc là cái app cấp kích điện thoại cắt một bước những phần công tiếng mà thay đổi phần nhạc cũng được à, thay đổi phần nhạc tiếng cũng được, anh chị đã có cái video rồi được chưa ạ? Hãy thao tác thử và xem thằng bạn thế nào thì hãy cho Tân hay nhé rồi à. Và đây thì Tân sẽ mở một cái video trong thời gian chờ hơi lâu thì Tân sẽ mở một cái video mà Tân vừa mới thao tác xong để các anh chị cùng xem video đầu tay của Tân nhé. Này là video đầu tay. Nó lót nhé. À, mình có thể tham khảo thêm một số cái trang để chúng ta có cái tư duy về làm video về nhạc, nó âm nhạc rất là quan trọng, hay cảm nhạc mình thích bài nào đó thì mình dùng những cái bài đó về năng lượng hay là về nhẹ nhàng đó đấy, thì xem thêm nghe thêm mà thích bài nào thì anh chị hãy có thể là lấy cái nhạc đó về. Nhưng mà lưu ý thì trên nền tảng YouTube sẽ có bản giới hạn bản quyền âm nhạc và Facebook, thế nên là dùng nhạc hay nên dùng nhạc bản quyền trong cái cho phép nếu như chúng ta kinh doanh nhé. Một cái video mà Tân đã làm đầu tay luôn từ cái Victory, anh chị xem. Chúng ta chờ chúng ta xem thử là nó cho mình bao nhiêu cái câu nói này. 24 thì vẫn thiếu à. Từ bản thiếu anh chị có thể gọi tiếp tục thì nó sẽ cho mình ra thêm cái câu nói trong đầu tư bất động sản của mình. Đó, gợi ý của Tân là anh chị vẫn nên cập nhật cái công nghệ mới nhé, để biết là thế giới đang thay đổi như thế nào. Đôi khi những điều mà chúng ta không thấy không có nghĩa là không tồn tại, là điều chúng ta không biết là nó không có đâu rồi. Đó là video đầu tay mà Tân thực hiện cùng với ChatGPT với phần mềm làm video đơn giản, cực đơn giản của Big Story AI. Thì anh chị xem thì hãy thao tác nhé, anh chị hãy thao tác và có thể là hoàn thành sản phẩm thì có thể báo tin vui cùng với Tân. Cảm ơn anh chị đã theo dõi và hẹn gặp lại trong những phần chia sẻ về làm đẹp hơn cuộc sống với những cái ứng dụng đơn giản, những cái việc đơn giản thôi. Đúng rồi. Và Tân rất vui khi được kết nối cùng các anh chị. À, xin chào và hẹn gặp lại.